đến năm 1860 thì ngài được lãnh nhận cái chức linh mục, tức là chức cha. Đến năm 1865 thì ngài được cử về phát diệm này làm chính sứ, tức là coi sứ phát diệm này. Mộ của ngài ở đây và làm hoàn toàn bằng đá. Trước mắt chúng ta đây đó là một ngôi phương đình. Đây là công trình cuối cùng của cụ Sáu. Ngôi phương đình này được xây năm 1899, tức là cùng với năm cụ mất. Phương đình được xây là 3 tầng, tầng trên là một sự tích, đó là sự tích bánh chưng và bánh dày. Thì ngài đặt sập đá này tượng trưng cho bánh chưng, và ngài cho đắp mái vòm hình bán nguyệt tượng trưng cho bánh dày. Hơn nữa thì người Á Đông của chúng ta ngày xưa đó là có một cái quan niệm đó là trời tròn và đất vuông, thì ngài đặt sập đá mê tượng trưng cho đất và mái tượng trưng cho trời. Ngài xây với ba lòng, vậy nên người dân ở đây có một cái gọi đây là cổng tam quan. Và chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh cung đình là các chấn song hình cây tre trúc, thì một hình ảnh rất dễ thấy ở người Việt Nam. Thì lên trên thì nó là một nền gỗ lim. Và trước mặt chúng ta đây là quả chuông nam, và chúng ta có thể nhìn thấy đây là quả chuông rất giống với các quả chuông ở bên chùa, bên đình, không giống với tất cả các quả chuông ở nhà thờ công giáo khác tại Việt Nam. Và quả chuông này thì trên thân quả chuông được khắc là 4 núm, và trên mỗi núm có ghi một chữ Hán, đó là xuân, hạ, thu và đông. Thì khi đúc lên quả chuông này, mỗi mùa các cụ sẽ đánh vào một núm. Vua Thành Thái năm Canh Dần. Hôm bên này có một dòng chữ Hán khác, đó là phát diệm sứ công vật. Có nghĩa là quả chuông này là vật sở hữu chung của giáo phận phát diệm, không phải là của giáo sứ phát diệm. Quan thì chúng con có mời một vị đại diện gõ thử một tiếng duy nhất để nghe thử cái âm vang của quả chuông này. Vâng, con mời một vị đại diện lên gõ nghe thử. Tôi lên. Chung quán. Gõ chung lên, gõ chung lên. Để gõ đi. Gõ chụp hình chứ. Bỏ cái máy chụp hình này, có nó ra máy chụp hình. Bác trả tay vào đây. Bác cứ lấy đà 2-3 lần. Bác cứ lấy đà khỏe và bác gõ thẳng vào cái núm này. Một tiếng duy nhất thôi bác ạ. Vâng, tại vì quả chuông này thì nó báo hiệu giờ đi lễ. Nếu mà chúng ta có nhiều quá rồi. Dựa trên kiến trúc của phương Tây kết hợp với các đặc điểm của các ngôi nhà truyền thống hay là các ngôi chùa, ngôi đình ở Việt Nam, là công trình đầu tiên của Việt Nam xây dựng lên. Và đứng ở trên này chúng ta có thể nhìn xuống thấy được mặt tiền của ngôi nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Và mặt tiền này với 5 lối vào làm hoàn toàn bằng đá. Trên mỗi lối vào này có 3 bức phù điêu. 3 bức phù điêu này tổng cộng là 15 bức. Trên cùng của tháp ở giữa thì chúng ta có thể thấy đấy là 4 vị thiên thần. Và ở dưới thì có 4 chữ Hán, 4 đại tượng, đó là nói lên thẩm phán tiền triều. Tức là đây là điểm báo trước về ngày phán xét. Thì người Kitô giáo chúng con có một cái quan niệm hiểu rằng đó là khi mà chết đi thì sẽ có một sự phán xét nữa giữa kẻ lành và kẻ dữ. Và đấy là người Kitô giáo tin như vậy. Và chúng ta có thể thấy con số 3. Và con số 3 là người cổ truyện, người Á Đông chúng ta hiểu nó là tam tài, tức là thiên địa nhân. Vâng, sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương, giữa cái công trình tôn giáo với các nét cổ truyền của các ngôi chùa. Vâng, và khu quần thể này được xây vào những năm cuối thế kỷ 19. Vậy thì thời đó thì các phương tiện xây dựng nó chưa có hiện đại như bây giờ. Vậy tại sao các ngài lại đưa quả chuông 2 tấn lên chiều cao 25 mét được, và tảng đá 20 tấn như thế kia, những khối đá, những cổ gỗ như thế này? Là ngày xưa đó là ngài cho đào cái ao ở đằng trước đây ạ. Rồi ngài lấy bùn đắp vào trong lòng ngôi phương đình này, sau đó gắn các tảng đá lại với nhau. Và hồi đó cũng chưa có xi măng, thì ngài lấy sáp ong và gió đất trộn lẫn lại với nhau. Ngoài ra thì còn một số phụ gia khác ngài trộn lại và gắn các tảng đá lại với nhau. Bây giờ thì chúng ta có thấy các mạch xi măng
bởi vì trải qua thời gian nó có hở lên vít xi măng vào, và chứ thời đó thì chưa có xi măng. Và trong lòng thì ngài đắp đất như vậy, bên ngoài thì ngài đắp xoải theo sườn đồi, để chiều cao cứ lên cao đâu thì cái sườn đồi nó càng xoải rồi. Ngài tựa theo cái thế đó lôi đá và lôi gỗ lên. Khi tới chiều cao 25m như thế này thì lăng quả chuông 2 tấn lên. Khi xây xong hương đình thì chưa thể nhìn thấy được ra là hương đình, bởi vì bùn đất ở ngoài nhìn như một quả đồi vậy. Và khi mà các tảng đá gắn kết lại được với nhau thì ngài có cho đào đất trong lòng ra, rồi sau đó mới rửa bằng nước. Đây mới là những thờ đá. Là tòa, bức tượng ở đây là bức tượng về Đức Maria. Bên tay trái của chúng ta đây là một bảng chữ Pháp, và bên này là một bảng chữ Latin. Và chữ và nội dung của ba thứ tiếng này dịch ra tiếng Việt đều là lái thêm rất thánh đức bài chẳng hề mắc tội. Dạ, đây là ngôi nhà thờ đá phát diện. Đây mới đúng là ngôi nhà thờ đá. Chúng ta có thể nhìn thấy những vì kèo hay cột hay chân sau như này nền làm hoàn toàn bằng đá tổng thạch. Ở đây chúng ta có thể thấy đó là cái bức tường xi măng. Nhưng bức tường xi măng này không phải là từ thời Nguyên Thủy. Nhà thờ này xây năm 1883, là nhà thờ đầu tiên trong 6 nhà thờ của khu quần thể này được xây dựng. Những bức tường như thế này thì bởi vì ngày xưa thì các ngài có ngồi đây cầu nguyện, thiếu nhi học giáo lý ở đây, học kinh bổn ở đây và cầu nguyện ở đây. Vậy nên bởi vì thời tiết nó có những hôm mưa hôm nắng thì các ngài có xây thêm bức xi măng này. Còn bức xi măng này ngày xưa thì không có và làm hoàn toàn bằng đá. Vâng, hành hạ suốt đêm và chúng còn quận một cái vòng để làm cho Đức Giêsu bị đau đớn. Và người mẹ của mình nhìn thấy người con bị hành hạ như vậy và vác cây thánh giá trên bàn thể hiện qua hình trái tim này. Hai bên hình trái tim này thì đoàn chúng ta hình dung một chút liên quan đến chuyện người nam mà nhờ bởi phép Chúa Thánh Thần. Đấy là người Kitô giáo tin như vậy. Bởi vì thế nên ở trên cái vị kèo trên cùng này đó là có một chú chim bồ câu, một bụi hoa sen. Và bụi hoa sen này thì chúng ta chỉ thấy xuất hiện ở bên đạo Phật của chúng ta hay là đạo truyền tín ngưỡng truyền thống. Và bụi hoa sen này thì người Việt Nam chúng ta hiểu rõ hơn hết, đó là nói lên một sự trong trắng gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Vâng, sự trong trắng đó là nói lên sự trong trắng của Đức Maria mang thai Chúa Giêsu. Vâng. Và bụi hoa sen này là một vòng đời của một cây sen, từ khi lá mới mọc có nụ, có hoa, hoa già thành quả, lá lụi đi. Mẹ nhà thờ trái tim Đức Maria. Vậy nên ở hai bên hông gian trên cùng này thì ngài có đặt hai bức phù điêu hai mặt như thế này. Đây là chú chim phượng hoàng đang ngậm bung nghiêng, và cái chú chim phượng hoàng này tượng trưng cho một bà chúa. Và bà chúa ở đây ngài muốn nói đó là Đức Maria, tức là bà chúa. Vâng. Phía cuối này có một hình ảnh nữa rất là đặc biệt. Trong bài đoàn xa phía cuối, chúng ta có thể nhìn thấy ở gian cuối cùng của ngôi nhà nguyện này, đó là hình thuyết, đó là hình vẽ. Và bên ngoài thì cái tim này là một sư tử cờ. Thì chúng ta ra ngoài thì nhìn rõ hơn về sư tử này. Và chú sư tử này theo đạo Kitô giáo thì con sư tử này sẽ đại diện cho một dòng dõi, đó là dòng dõi, cái dòng dõi đó là dòng dõi Chúa Giêsu xuất phát từ cái dòng dõi đó là dựng được ngôi nhà thờ này lên. Và với cái lối vào đó có một tảng đá hơn 20 tấn, với bàn thờ này 20 tấn. Vậy thì chúng ta dựng bằng cách nào? Và nếu dựng thì dựng trong bao nhiêu lâu? Thì chúng ta có thể dựng vào một chút. Nếu mà dựng thì dựng bằng cách nào? Và ngày xưa người Việt Nam chúng ta tính xây một ngôi nhà, dựng một ngôi nhà thì chỉ đặt một lương lên là xong, không tính lập ngói, không tính thời gian lập ngói. Vâng. Với những cái cột 7 tấn như thế này, vì kèo 25 tấn thì các ngài ngày xưa chỉ dựng trong khoảng 100 ngày.
trứng là cục gà Mỹ Đình. Vâng. Đấy xem đầu chứ là cục da kìa. Cục đá đấy hả? Cục đá đây đứng đấy chụp không hỏi chú chụp cho cháu. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tòa Hà Nội vòng ra